sức mạnh của Hải quân Việt Nam nhảy vọt thế nào sau 2019? Trong năm 2019, lực lượng Hải quân Việt Nam đã đón nhận không ít trang bị mới giúp tăng sức mạnh chiến đấu của lực lượng này lên vài bậc so với trước đây. Tin vui lớn nhất của lực lượng Hải quân Việt Nam trong 2019 có lẽ là việc chúng ta đưa vào trực chiến tàu 20 và tàu 18. Đây đều là các tàu chiến lớp Pohang do Hàn Quốc sản xuất. Các tàu này sau khi được Hàn Quốc loại biên đã được chuyển giao cho phía Việt Nam. Đặc biệt, dù trước khi chuyển giao cho chúng ta, phía Hàn Quốc đã tháo dỡ phần lớn vũ khí trên các tàu Pohang này. Tuy nhiên, Hải quân Việt Nam sau đó đã lắp đặt lại những dàn vũ khí hiện đại đã được chúng ta làm chủ để đồng bộ hỏa lực của tàu Pohang với các tàu khác trong Hải quân Việt Nam. Có thể nói là việc đưa hai tàu Pohang vào biên chế trong 2019 chính là tác nhân mạnh nhất giúp sức mạnh của lực lượng Hải quân Việt Nam tăng lên vài bậc. Tiếp theo đó phải kể đến việc Việt Nam tự phục hồi được vũ khí cho tàu cảnh sát biển 8003. Mặc dù cảnh sát biển không còn là lực lượng thuộc Hải quân, tuy nhiên, việc tăng cường sức chiến đấu cho các tàu cảnh sát biển cũng là một hướng đi giúp Việt Nam tăng cường sức mạnh trên biển. Hồi đầu năm 2019, những khẩu pháo đồng đôi đã phục vụ trên tàu cảnh sát biển 8003 từ nhiều chục năm nay được chúng ta đưa lên bờ, bàn giao cho lực lượng Hải quân để đại tu sửa chữa và giữ sức chiến đấu. Sau khi nghiệm thu, pháo đồng đôi 2M3 đạt được các yêu cầu kỹ chiến thuật như thiết kế ban đầu đáp ứng việc trang bị cho tàu tuần tra cảnh sát biển 8003 thêm một thời gian nữa trước khi được thay thế bằng loại hiện đại hơn. Vừa rồi Việt Nam cũng đã hạ thủy tàu cứu hộ tàu ngầm đầu tiên mang tên Ý Kiều. Đây là tàu cứu hộ tàu ngầm do Việt Nam tự đóng mới dựa trên sự chuyển giao công nghệ từ Hà Lan. Việc có khả năng tự đóng mới tàu cứu hộ tàu ngầm cho phép Hải quân Việt Nam tăng cường năng lực cứu hộ không chỉ với lực lượng tàu ngầm mà cả với lực lượng tàu mặt nước tìm kiếm cứu hộ tàu dân sự hoặc máy bay gặp sự cố trên biển. Đặc biệt, đây không phải là chiếc tàu cứu hộ đầu tiên được Việt Nam tự đóng mới. Trước đó, chúng ta cũng từng đóng hai chiếc tương tự thuộc lớp này và bàn giao cho phía Hải quân Australia. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.